Dạ, mình chào cô chú anh chị đến kênh Sáng Sài Gòn nha. Hiện tại đi chùa Phật Cô Đơn ở Lê Bình Sưng, Bình Chánh nha cả nhà. Thank you.
Mình hỏi đây đi tới đâu rồi, nó ra đứng đứng ngay nhà vệ sinh. Vậy thôi chị đi đó luôn đi. Nó lên. Dạ. Giờ mình tại mình đi tham quan và bái Phật ở chùa Phật Cô Đơn, gọi là chùa Thanh Tâm ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Mùng 2 Tết đến đây kết thúc. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Năm mới chúc cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào, hẹn gặp lại tiếp theo.